Kính thưa quý vị, tối mùng 10 tháng 4 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đây là cuộc đấu cọ sát duy nhất của đội tuyển U23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Vì vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ đều được vào sân thi đấu. Ở hiệp 1, đội triển khai lối chơi chặt chẽ và hóa giải khá tốt các đợt tấn công của đội bạn. Xét về cục diện, U23 Jordan kiểm soát bóng và tạo được nhiều sức ép hơn. Trong khi đó, thì U23 Việt Nam dù chịu áp lực nhưng cũng tổ chức được các pha phản công nhanh và tạo được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối thủ. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm mới đội hình với 10 sự thay đổi và tiếp tục tạo điều kiện cho các cầu thủ còn lại vào sân theo diễn biến của trận đấu. Đội cũng chuyển sang lối chơi cởi mở với đội hình được đẩy lên cao hơn. Dù vậy, hai đội vẫn không thể làm tốt khâu dứt điểm cuối cùng. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Theo thỏa thuận từ trước, hai đội tổ chức thi đấu luân lưu để rèn thêm tâm lý sút 11m cho các cầu thủ. Ở loạt đấu này, đội bạn đã giành chiến thắng 4-3 khi thủ thành U23 Jordan xuất sắc cản phá được cú sút của Vĩ Hào, trong khi Mạnh Hưng lại không thành công ở lượt sút cuối. Đánh giá sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, trận đấu hôm nay với U23 Jordan rất bổ ích. U23 Việt Nam đã chơi với hai đội hình khác nhau, mỗi hiệp một đội hình. Nhìn chung mọi thứ cũng chưa theo ý mong muốn, nhưng tôi thấy các cầu thủ thực hiện khá tốt, có những dấu hiệu rất lạc quan. Chơi với hai đội hình khác nhau nhưng chất lượng thi đấu của U23 Việt Nam ở hai hiệp không thay đổi gì cả. U23 Việt Nam thậm chí có cơ hội ghi bàn. Đến lượt sút luân lưu 11m, đó cũng là mục tiêu chúng tôi đặt ra trước khi trận đấu này diễn ra. Đây là hình thức tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Ở loạt luân lưu may rủi, U23 Việt Nam đã thua. Nhưng xét toàn cục, trận hòa là xứng đáng với cả hai đội bóng. Vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam nhận định, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thực hiện tốt so với những yêu cầu về đấu pháp. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng ngại. Đội tuyển vẫn còn quỹ thời gian 6 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với U23 Coes. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, nhìn chung các cầu thủ thể hiện tốt về mặt khả năng, kỹ năng, dù các miếng chiến thuật chưa được hoàn hảo lắm, nhưng có dấu hiệu lạc quan. Chúng tôi tự tin thấy các cầu thủ chơi ở trận đấu này, các cầu thủ đá tới phút cuối cùng mà chất lượng, cường độ hoạt động trên sân không hề thay đổi. Với trận đấu này, nó cũng coi như là một cú hích lớn cho U23 Việt Nam, bởi U23 Jordan cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đoàn quân áo đỏ. Trên bảng xếp hạng của FIFA, đội tuyển Jordan đứng thứ 71, trong lúc đội tuyển Việt Nam đứng hạng 115, nên ở cấp độ đội tuyển U23. U23 Việt Nam sứ mệnh lấy lại niềm tin. Sau những kết quả thi đấu không tốt vừa qua tại các đấu trường quốc tế, U23 Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của đông đảo người hâm mộ. U23 Việt Nam đến Qatar với trọng trách lớn lao, khôi phục niềm tin của người hâm mộ, đồng thời mang đến các dấu hiệu tích cực cho tương lai của bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. Thử thách đó đã được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt niềm tin vào những cầu thủ đang có trong tay. Đây cũng là lực lượng tốt nhất của lứa U23 hiện tại. Ông khẳng định không phải những cầu thủ trong danh sách cũ hay những cầu thủ được bổ sung. Ai sẽ nghiễm nhiên có suất chính thức? Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, tôi không đảm bảo vị trí cho bất kỳ cầu thủ nào ở giải đấu sắp đến. Khó khăn và áp lực đối với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không chỉ là thời gian khi chỉ có khoảng hơn một tuần để định hình lối chơi, mà còn là vực dậy tinh thần cho các học trò trước khi bước vào những trận đấu chính thức. Không chỉ vậy, khó khăn còn đến khi có những ca chấn thương ngay trước khi lên đường. Đầu tiên là sự vắng mặt của Võ Minh Trọng, hậu vệ trái số 1 của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzé. Cầu thủ đang thuộc biên chế Bình Dương phải làm khán giả bất đắc dĩ vì tái phát chấn thương vai. Kế tiếp, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lại nhận tin không vui khi Phan Tuấn Tài dính chấn thương đầu gối, không kịp bình phục. Việc mất Minh Trọng, Tấn Tài được xem là tổn thất lực lượng rất lớn với U23 Việt Nam trước vòng chung kết U23 châu Á 2024. Sự vắng mặt của bộ đôi nói trên càng khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lo lắng hơn khi những cái tên còn lại ở hàng thủ của U23 Việt Nam đều đang chơi không quá tốt. Dẫu vậy, khắc phục khó khăn, sẵn sàng ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất là điều mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã thể hiện ngay khi đặt chân tới Qatar. Ông thầy người Khánh Hòa đang nỗ lực chỉ dẫn cho các học trò tìm thấy sự gắn kết cao nhất, động lực chiến đấu mạnh mẽ nhất, đặc biệt là với những người mới lần đầu được ông dẫn dắt. Trong đó có tiền vệ Thái Sơn.
Mặc dù được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ giàu triển vọng và được ra sân thi đấu nhiều nhất từ cấp câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia trong vòng hơn một năm trở lại đây, nhưng Thái Sơn lại chưa có dịp để thể hiện khả năng của mình trong đội hình thi đấu ở các cấp độ đội tuyển trẻ do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Tuy nhiên, Thái Sơn cho biết điều này không phải là trở ngại đối với mình. Tại vòng chung kết U23 châu Á lần này, U23 Việt Nam có thể sẽ có những sự thay đổi so với thời huấn luyện viên Chu Dê. Điều này khó tránh khỏi khi mỗi huấn luyện viên đều có những quan điểm khác nhau. Thế nhưng sẽ khó có độ vênh quá lớn trong hệ thống chiến thuật. Bản thân ông Tuấn cũng khẳng định, ông xây dựng chiến thuật một cách đồng bộ khi nắm các đội tuyển từ U17 đến U23. Với kinh nghiệm cầm quân tại nhiều giải đấu của châu Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã sớm xây dựng kỹ lưỡng kế hoạch của đội, từ sinh hoạt nội bộ cho đến các hoạt động chuyên môn. Ngay từ những buổi tập đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Qatar, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn luôn dành khá nhiều thời lượng để phân tích về đấu pháp sẽ vận dụng, đồng thời khuyến khích các học trò chơi bóng một cách tự tin, thoải mái nhằm phát huy tốt nhất khả năng của mình. Là đội bóng tham dự một giải đấu trẻ, nhưng U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt được VFF chuẩn bị rất chu đáo. Nếu như mọi giải đấu trước đây, các đội tuyển Việt Nam chỉ đến nơi thi đấu trước 3 hoặc 5 ngày, thì U23 Việt Nam lần này đến Qatar trước 10 ngày. Đội tuyển do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã có mặt ở đất nước này vào ngày 8 tháng 4, trong khi đến ngày 17 tháng 4, đội mới đá trận đầu tiên với Kuwait. Tại Qatar đắt đỏ, VFF cũng mạnh tay thuê khách sạn 5 sao cho U23 Việt Nam ngay tại Doha. U23 Việt Nam qua Qatar sớm so với các đội bóng khác để khiến VFF tốn bộn tiền. Nhưng bù lại thì các cầu thủ sẽ có thời gian để làm quen với thời tiết khô nóng tại đây và đặc biệt là nhịp thích nghi sinh học để có thể trạng tốt nhất khi thi đấu. Rạng sáng 11 tháng 4, U23 Việt Nam đã thua luân lưu U23 Jordan với tỷ số 3-4 sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 0 đều trong thời gian thi đấu chính thức. Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam chơi với hai đội hình khác nhau để thử nghiệm. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có lẽ định hình được đội hình tốt nhất của U23 Việt Nam. So với các năm, U23 Việt Nam hiện không có ngôi sao lớn và sẽ phải xây dựng lối chơi theo phong cách tập thể. Về đội hình, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khả năng cao vẫn theo đuổi phong cách 5-2-3 quá quen thuộc với các đội tuyển Việt Nam trong những năm qua. Đội hình này có thể biến thể thành 5-4-1 hoặc 3-4-3 tùy theo thực tế thế trận. Trong khung gỗ, Quan Văn Chuẩn là lựa chọn không thể khác được của U23 Việt Nam. Văn Chuẩn bắt chính khi U23 Việt Nam vào tứ kết giải châu Á lần trước dưới thời huấn luyện viên Gong Okyun. Anh cũng bắt chính cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại ASEAN Game tháng 9 năm ngoái và là lựa chọn số 1 của câu lạc bộ Hà Nội danh tiếng. Nguyễn Văn Việt cũng là thủ môn trẻ chất lượng và sớm có suất bắt chính tại Sông Lam Nghệ An. Vị trí thủ môn vì thế là tuyến yên tâm nhất của đội tuyển U23 Việt Nam. Với bộ ba trung vệ, ông Tuấn nhiều khả năng sẽ trao hai suất cho Nguyễn Mạnh Hưng của câu lạc bộ Bình Phước và Lê Nguyên Hoàng của Sông Lam Nghệ An. Đây là bộ đôi ưa thích của ông trên đất Trung Quốc khi đá đủ cả 3 trận, không một lần bị thay ra. Vị trí còn lại trong bộ ba trung vệ là cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Đức Anh của câu lạc bộ Hà Nội và Lương Duy Cương của Đà Nẵng. Đây là tuyến đáng lo nhất của U23 Việt Nam khi Mạnh Hưng, Duy Cương đều đang chơi ở hạng nhất, còn Nguyên Hoàng và Đức Anh cũng chỉ dự bị tại V-League. Hai biên cũng mang tới lo lắng tương tự. Tại cánh phải, Hồ Văn Cường chứng minh được trình độ, nhưng anh đang phải ngồi ngoài khá nhiều từ lúc gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội và khó lòng có được phong độ cao nhất. Cánh trái còn nghiêm trọng hơn khi mất Phan Tuấn Tài. Hậu vệ từ câu lạc bộ Viettel gặp khó khi đá trung vệ dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzé. Nhưng ở vị trí chạy biên sở trường, anh vẫn là niềm hy vọng. Chấn thương khiến Tuấn Tài rời U23 Việt Nam ít ngày trước sẽ buộc ông Tuấn phải đau đầu chọn lựa. Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản đều có thể chơi được ở vị trí này. U23 Việt Nam thậm chí có thể sử dụng Khuất Văn Khang, người từng nhiều lần đá ở vị trí này ở các đội tuyển lớn. Dù vậy, tất cả đều sẽ chỉ là phương án B so với Tuấn Tài. Vòng tròn trung tâm là nơi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nhiều lựa chọn nhất. Đầu tiên đương nhiên là cầu thủ trẻ hay nhất V-League mùa trước, Nguyễn Thái Sơn. Điều thú vị là dù gây ấn tượng rất mạnh trong một năm qua, Thái Sơn lại chưa từng có cơ hội thi đấu dưới trướng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Hai thầy trò có lẽ sẽ cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Vị trí còn lại là cuộc cạnh tranh của hàng loạt cái tên. Đó có thể là Nguyễn Đức Phú, trò cưng của ông Tuấn, với 3 trận đá chính tại Asian Game, hoặc Nguyễn Đức Việt,
cầu thủ sáng tạo của Hoàng Anh Gia Lai. Hoặc nếu ông Tuấn cần một phương án giàu kinh nghiệm V-League hơn, thì Hoàng Văn Toản của Công an Nhân dân sẽ được chọn. Ở hàng công, Nguyễn Đình Bắc là lựa chọn đầu tiên, bất chấp hàng loạt lùm xùm bao quanh cầu thủ này thời gian qua. Khuất Văn Khang khả năng cao lấy suất thứ hai ở vị trí tấn công biên. Vai trò đá cắm có thể thuộc về Nguyễn Văn Tùng, chủ nhân 5 bàn ở SEA Games năm ngoái, hoặc là Nguyễn Quốc Việt, người đá chính tại Asian Games Hàng Châu. Cái tên đáng chú ý ở tuyến này là Bùi Vĩ Hào, tuyển thủ U23 Việt Nam duy nhất tới từ nhóm 3 đội dẫn đầu V-League. Tuy nhiên, anh nhiều khả năng chỉ là phương án phụ trong mắt huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.